Vâng, lại là mình đây. Vâng, lại là A Phủ đây. Ngọc Bình mến chào tất cả quý vị các bạn, các quý vị cổ đông tập đoàn EFT. Ngọc Bình mến chào tất cả các quý nhà đầu tư hiện nay đang mong muốn đi tìm kiếm cho mình một cơ hội nắm giữ cổ phần tập đoàn về công nghệ giao thông thông minh hiện nay đã và đang thương mại. Vâng, hôm nay Ngọc Bình đã thông báo trên tường cá nhân vào 20 giờ 30 phút Ngọc Bình lên live stream để chia sẻ cho quý vị những góc nhìn đa chiều, những thông tin chính xác từ tập đoàn UST. Vâng, quý vị và các bạn đã và đang có mặt tại live stream của Ngọc Bình thì không quên hãy gửi lời chào đến Ngọc Bình để Ngọc Bình biết rằng quý vị đang hiện diện tại đây để chúng ta cùng nhau giao lưu, chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, em xin chào anh Lưu Khải, rất là tuyệt vời. Vâng, em xin chào anh Nhàn Thái đúng không ạ? Xin chào em Trương Xuân Lịch. Hello em Kiều Phượng. Vâng, em xin chào anh Phạm Văn Kiên. Quý vị và các bạn đã và đang theo dõi live stream của Ngọc Bình thì hãy giúp Ngọc Bình chia sẻ một vài lần trên các trang cá nhân cũng như là trên các group để từ đó chúng ta lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị công nghệ tập đoàn EFT. Một công nghệ giao thông thông minh sẽ giúp cho sau này chúng ta thấy khi mà thương mại rồi sẽ giúp cho trái đất của chúng ta sẽ có lại được những cái màu xanh và sẽ không còn phải chứng kiến những cảnh tai nạn giao thông nữa, phải không ạ? Và xin chào em Đinh Văn Công, rất là cảm ơn. Xin chào Thiện Mỹ Hoàng, xin chào Nguyễn Văn Luật, xin chào Loan Giáp, hello em Vai Lâm Mơ, xin chào em Hờ Á Diệ. Vâng, các cổ đông rất là tuyệt vời, rất là cảm ơn em Đinh Văn Công có những cái cung cấp những cái thông tin cực kỳ tuyệt vời. Vâng, quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng dành cho nhau ít phút đầu tiên để chúng ta giao lưu cũng như để dành thời gian để quý vị có thể là chia sẻ giúp Ngọc Bình một vài lần live stream này đến các group cũng như là trên các tường cá nhân của quý nhà đầu tư để chúng ta đón nhận được những thông tin chính xác, chuẩn nguồn và chúng ta có thêm được những cái động lực, có thêm được những cái tình yêu lớn với công nghệ UT. Và hiện nay, các quý vị cũng như Ngọc Bình, chúng ta đang là những nhà tài trợ vốn cho một công nghệ giao thông đầy đủ trong cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0. Một công nghệ giao thông mà sẽ giải quyết được tất cả những vấn nạn trên toàn cầu về lĩnh vực giao thông vận tải. Đó là vấn nạn về ô nhiễm môi trường, đó là vấn nạn về tai nạn giao thông, cũng như là vấn nạn về tắc nghẽn giao thông trong các đô thị lớn, phải không ạ? Vâng, rất là nhiều các quý cô chú anh chị luôn luôn yêu mến, luôn luôn ủng hộ Ngọc Bình. Em Vai Lâm Hơ có nói rằng là không biết là có gia hạn không? Có lẽ là không, em nhé. Có lẽ là như vậy, tại vì quý vị các bạn cũng đã hình dung rồi, hôm nay là ngày cuối cùng. Vâng, hôm nay là có ít giờ nữa thôi, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn phụ 14.3. Và trong giai đoạn 14.2, chúng ta đã đạt được rất là nhiều những cái thành tích, rất là nhiều những cái kết quả mà tập đoàn đã làm được. Đặc biệt là gì? Đặc biệt là chúng ta đã có những đơn hàng thương mại hợp đồng rồi. Cuối năm 2021, cuối năm 2021 thì Chủ tịch Anatoly Zhukin đã công bố có 4 hợp đồng thương mại. Và trong năm 2022 thì 60 các cổ đông hiện nay đang ở Beirut cũng đã cung cấp thông tin trực tiếp và đã được lắng nghe bà Ladeza có chia sẻ bật mí là chúng ta đã ký được 11 hợp đồng thương mại và tổng chúng ta đã có 15 hợp đồng rồi. Và cuối năm nay thì chúng ta sẽ có được những hợp đồng vô cùng lớn và sẽ được hé lộ. Và hiện nay thì cái kết quả của tập đoàn đã đạt được vô cùng lớn trong một cái thời gian ngắn. Và nội dung live stream ngày hôm nay thì Ngọc Bình muốn truyền tải đến quý vị đó là gì ạ? Ngọc Bình muốn truyền tải đến quý vị và các bạn đó là việc tập đoàn sử dụng rất là hiệu quả nguồn vốn của các nhà đầu tư. Thì đây cũng là thể hiện một việc mà chúng ta thấy tập đoàn rất là chắt chiu những cái nguồn vốn tài trợ của các nhà đầu tư để từ đó chúng ta thấy cái hiệu quả sử dụng vốn của tập đoàn như thế nào. Vâng, quý vị các bạn cũng có thể là chúng ta hãy cùng dự đoán đi ạ. Trong một cái thời gian rất là ngắn nữa thôi thì chúng ta hãy dự đoán xem là cái chiết khấu của giai đoạn 14.3 sẽ là như thế nào. Đối với Ngọc Bình thì có thể là dự đoán, có thể chiết khấu sẽ về 1-20. Đấy là với bản thân của Ngọc Bình là như vậy. Thì không biết là phía quý vị các bạn chúng ta có dự đoán gì không ạ? Để chúng ta cùng nhau comment chúng ta có dự đoán gì không ạ? Ngọc Bình sẽ là dự đoán chiết khấu sẽ về 1-20. Vâng, mỗi lần chuyển giai đoạn có nghĩa là gì ạ? Mỗi lần chuyển giai đoạn có nghĩa là giá trị cổ phần của chúng ta đã tăng lên. Và giá trị cổ phần tăng lên có nghĩa là chiết khấu của chúng ta sẽ giảm xuống.
Vâng, Ngọc Bình đã thấy cô nha khoa Minh Thịnh đã comment vào đây là 120. Thì Ngọc Bình cũng có dự đoán sẽ là 120 đấy ạ. Vâng, chúng ta thấy rồi thì cái thời gian gần đây chúng ta càng về những cái giai đoạn cuối, chúng ta được hình dung ra là tập đoàn Elitsky Technology của chúng ta có 15 giai đoạn phát triển, hay chúng ta gọi là lộ trình phát triển. Khi mà năm 2014 tập đoàn sử dụng hình thức crowdfunding, gọi vốn cộng đồng, và từ đó chúng ta thấy đã trải qua được 14 giai đoạn, và ngày hôm nay một ít phút nữa thôi thì chúng ta lại bước sang một giai đoạn phụ của giai đoạn 14, đó là giai đoạn 14.3. Và chúng ta sẽ không có những cái giai đoạn 14.4 hay là 14.5 đâu ạ, vì mỗi giai đoạn lớn thì chúng ta chỉ có 3 giai đoạn phụ thôi. Như vậy là chúng ta đã và đang rất là gần sang những cái giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn 15 rồi. Cảm ơn em Vailamer, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Những cái cổ phần rất là giá trị, những cổ phần mà quý vị và các bạn đã và đang nắm bắt được thời điểm này thì thực sự rất là giá trị. Vì sao ạ? Vì cái thời điểm này chúng ta được biết rồi, những cái rủi ro thì nó đã giảm thiểu gần như bằng không rồi, phải không ạ? Ví dụ như trước kia thì chúng ta có thể thấy là rằng là những ý tưởng của ngài Anatoly Zhitkin thì còn trên những bản vẽ, còn trên những thiết kế. Vào những năm 2014 thì chúng ta còn chưa nhìn rõ được những cái khu trung tâm thử nghiệm 36 ha ở Eco Technopark cũng như là 28 ha ở Sara, thì lúc đó những cái rủi ro nó còn lớn. Và tuy nhiên thì đến giờ phút này rồi thì chúng ta, Ngọc Bình được ví rằng các nhà đầu tư của chúng ta ấy mà đang biết được cái cơ hội này và đầu tư tại thời điểm này thì chúng ta đã giảm thiểu rủi ro rất là lớn rồi. Chúng ta được như là được ví như là đã trải thảm đỏ rồi cho các nhà đầu tư rồi, phải không ạ? Các quý cô chú anh chị, các cổ đông đầu tư từ những giai đoạn sớm thì họ phải gánh chịu rất là nhiều những cái rủi ro, vì lúc đó là từ những cái ý tưởng thôi, chúng ta chưa thấy những cái sản phẩm con tàu của chúng ta đã được xuất hiện. Và hiện nay thì sao ạ? Hiện nay thì chúng ta đã có 36 ha Eco Technopark và với 11 các model tàu khác nhau cũng như là 6 cấu trúc dẫn đường, và hiện nay đang xây dựng cấu trúc đường thứ 7, thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Và chúng ta có một cái tòa nhà văn phòng của tập đoàn UST, Ulysses Sky Technology Inc. Đó là một cái tòa nhà vô cùng lớn, bao gồm 9 tầng và 12.000 mét vuông. Đây nó là những cái tài sản hữu hình đấy quý vị ạ. Đây là những cái tài sản hữu hình của chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta có những cái nhà xưởng sản xuất những con tàu, những đường ray. Chúng ta có gì ạ? Có những cái khu sản xuất mùn sinh học. Chúng ta có những cái nhà xưởng để sản xuất những máy bay không người lái. Chúng ta có nhà xưởng để sản xuất ô tô điện dành cho người khuyết tật. Chúng ta có rất là nhiều những cái cơ sở vật chất hữu hình như vậy. Và quý vị và các bạn cũng đã chứng kiến rồi ạ. Phải không ạ? Chúng ta đã được chứng kiến rồi. Và các cổ đông hiện nay đang có mặt tại Beirut thì thường xuyên cung cấp cho chúng ta những hình ảnh live stream trực tiếp từ việc đến thăm tòa nhà văn phòng 9 tầng 12.000 mét vuông tại Min, Beirut. Vâng, và các cổ đông của chúng ta thì cũng đã được gặp gỡ trực tiếp bà Larisa Kosareva, đây là tổng giám đốc tập đoàn UT, và bà đã tiết lộ cho chúng ta rằng chúng ta đã có những cái đơn hàng hợp đồng, và đặc biệt cuối năm 2022 này thì chúng ta có những đơn hàng hợp đồng vô cùng lớn. Đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Vâng, quý vị và các bạn có thể là chào đón được cái giai đoạn 14.3 như thế nào không ạ? Chúng ta có đầy hứng khởi không ạ? Đối với Ngọc Bình thì luôn luôn cảm nhận là mỗi lần chuyển giai đoạn thì chúng ta đang đến những cái ngày được hái quả rất là gần rồi. Chúng ta đang tiến gần hơn một bước nữa đến thành công rồi. Chính vì vậy thì niềm tin đối với Ngọc Bình thì luôn luôn tuyệt đối vào tập đoàn UST. Ngọc Bình đã biết đến cơ hội này từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019 qua một người em giới thiệu cho Ngọc Bình. Và rất là tuyệt vời khi em đó trao cho Ngọc Bình cái cơ hội này. Trước kia thì Ngọc Bình cũng chưa bao giờ biết đến lĩnh vực nắm giữ cổ phần doanh nghiệp là gì đâu ạ. Và Ngọc Bình cũng đã từng làm công chức viên chức rồi, cũng đã từng kinh doanh tự do. Nhưng khi Ngọc Bình biết được cơ hội nắm giữ cổ phần của tập đoàn công nghệ giao thông thông minh này thì thực sự đó là một cái duyên rất là lành, đó là một cái cơn gió mát lành đúng không ạ? Đó là một cơn gió thực sự là đối với Ngọc Bình đó là một cái phúc rất là lớn đấy ạ. Vâng, em rất là cảm ơn anh Thi đúng không ạ? Dành cho Ngọc Bình những lời khen thực sự là rất là có cánh. Vâng, rất là cảm ơn anh. Nhưng Ngọc Bình thích điều đó đúng không ạ? Vâng, cứ ai khen Ngọc Bình thì Ngọc Bình rất là thích. Và chúng ta đúng không ạ? Chúng ta hãy giúp cho nhau có được những cái năng lượng tuyệt vời hơn. Và Ngọc Bình sẽ có được những cái năng lượng tích cực nhất để chia sẻ cho quý vị những cái gì mà Ngọc Bình biết về tập đoàn. Vì Ngọc Bình đã trải qua hiện nay thì cũng bước sang năm thứ tư rồi. Luôn luôn sát sao thông tin, luôn luôn tìm hiểu thông tin để cung cấp cho các quý nhà đầu tư của chúng ta có những thông tin chính xác, có những thông tin chuẩn nguồn để làm gì ạ?
để chúng ta làm sao mà chúng ta luôn luôn an nhiên với khoản đầu tư của mình, để vượt qua mọi những cái rào cản, đúng không ạ? Để chúng ta vượt qua mọi những cái trở ngại trên cái con đường dẫn đến thành công. Đối với Ngọc Bình biết rằng là để mà con đường đến với thành công thì chắc chắn là quý vị và các bạn cũng như Ngọc Bình thôi. Chúng ta không có con đường nào dễ dàng cả. Chắc chắn là nó sẽ có những cái chông gai, nó sẽ có những cái trở ngại. Điều đó là hoàn toàn bình thường, phải không ạ? Nhưng khi mà chúng ta đã có những cái mục tiêu rồi, khi mà chúng ta đã biết được cái giá trị nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp, đặc biệt là giá trị khi mà sở hữu cổ phần của một tập đoàn lớn trên toàn cầu đấy ạ. Vâng, và chúng ta được biết rằng những cái bí mật của giới siêu giàu trên thế giới, những bí mật của giới tỷ phú là gì, thì chắc chắn là cơ hội để sở hữu cổ phần doanh nghiệp đó là một cái cơ hội có thể nói rằng gì ạ, có một không hai trong cái cuộc đời này. Quý vị có đồng ý với Ngọc Bình rằng là khi mà chúng ta biết được cái cơ hội nắm giữ cổ phần tập đoàn UT đó là cái cơ hội để đời cho chúng ta không ạ? Vâng, nếu quý vị các bạn được cùng với quan điểm của Ngọc Bình thì chúng ta hãy comment đi ạ. Chúng ta hãy comment cho Ngọc Bình rằng là đối với tôi, cái cơ hội để sở hữu được cổ phần của một tập đoàn lớn về công nghệ giao thông thông minh đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời, phải không ạ? Và trước kia thì chúng ta thấy rồi ạ, để mong muốn được sở hữu một cổ phần của một công ty hay là một tập đoàn ở trong nước thôi thì cũng là một cái điều vô cùng hạnh phúc rồi. Và chúng ta được biết rồi, trong cái thời gian gần đây thì trên các cái bài báo thì cũng có đăng tải rằng là gì ạ, khi mà sở hữu cổ phần của doanh nghiệp ấy thì nó luôn luôn tạo ra cho các nhà đầu tư có những cái quyền lợi rất là lớn, phải không ạ? Tạo ra cho các nhà đầu tư nhận được những cái dòng tiền, có thể nói là dòng tiền thu nhập thụ động đấy ạ. Ngọc Bình ví dụ đơn giản, gần đây có những cái bài báo đưa tin rằng là ngay cả những anh chị là công nhân vệ sinh của nhà máy hóa chất Đức Giang thì cũng đã có 35 tỷ khi mà sở hữu cổ phần của công ty này. Và cái bài báo gần đây chúng ta được biết rồi, những công ty mà mặc dù là trong những cái năm qua, trong những năm 2021, năm 2020 thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta gặp phải những cái việc là giống như là bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên thì những cái công ty vẫn phát triển và họ chia cho cổ tức cho các cổ đông ấy ạ. Ví dụ như là nhà máy mía đường Sơn La thì quý vị cũng đã nghe rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Nếu ai sở hữu 1 triệu cổ phiếu của mía đường Sơn La thì dòng cổ tức chảy về túi họ là gì? Đó là họ chia là 10.000 cho một cổ phiếu. Nếu ai sở hữu 1 triệu cổ phiếu của mía đường Sơn La ấy thì ngay lập tức 1 năm họ sẽ nhận về được 10 tỷ đồng đấy ạ. Và chúng ta đã được nghe những phóng sự của VTV nói rằng là gì ạ? Đầu tư nắm giữ cổ phần doanh nghiệp vẫn là kênh đầu tư lâu dài. Đó, tức là đầu tư nắm giữ cổ phần doanh nghiệp nhé, vẫn là kênh đầu tư lâu dài, giá trị. Đấy, và đầu tư nắm giữ cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta vẫn thấy ạ, chúng ta vẫn được hưởng những cái cổ tức, vượt qua được tất cả những cái gì ạ, những cái khủng hoảng kinh tế này. Mặc dù là có thể là trong cái khủng hoảng đó các doanh nghiệp có lợi nhuận ít đi, nhưng tuy nhiên họ vẫn chi trả cho các cổ đông khi mà họ có lợi nhuận, phải không ạ? Đó là dòng thu nhập thụ động từ cổ tức. Mì Miliket hai tôm quý vị cũng đã được biết rồi đúng không ạ? Mì Miliket hai tôm thì cũng đã chia là gì ạ? 1.700 đồng cho một cổ phần đấy ạ. Nếu ai sở hữu 1 triệu cổ phần của Miliket thì sao ạ? 1 năm có 1,7 tỷ đồng. Đó là điều hiển nhiên và quý vị các bạn cũng có thể là đọc được trên các thông tin, trên các bài báo rồi đúng không ạ? Đó, rất là tuyệt vời đấy ạ. Vâng, thì chúng ta thấy rằng đó là giá trị khi mà sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Và đây nó cũng là những cái bí quyết, những cái đó là những cái bí mật của giới siêu giàu. Và chúng ta được biết rồi ạ, tất cả những người giàu có trên thế giới này hay là những tỷ phú trên thế giới này thì họ đều có những điểm chung là gì quý vị? Quý vị có thể comment để chúng ta cùng nhau giao lưu ạ. Hôm nay là một buổi tối, chúng ta hãy cùng nhau để trò chuyện, cùng nhau để giao lưu, để cùng nhau tạo cho nhau được những cái năng lượng, đúng không ạ? Và chúng ta hãy chờ đợi trong có thể nói là một tiếng đồng hồ nữa thôi, gần 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng, cùng nhau chúc mừng khi mà tập đoàn của chúng ta đã chuyển sang giai đoạn 14 chấm gì ạ? Chúng ta đã chuyển sang giai đoạn 14.3. Vâng. Rất là cảm ơn em Đinh Công Văn. Hello em Panh nha. Xin chào anh Huy Thiệp. Xin chào anh Nguyễn Hữu Thọ. Xin chào em gái họ Lương. Vâng. Ngọc Bình đã thấy rằng là sự yêu mến quý vị dành cho Ngọc Bình rất là lớn, nên là Ngọc Bình cảm thấy vô cùng có động lực khi mà livestream. Và cảm ơn những cái icon, những cái team, những cái like của các cổ đông yêu mến. Quý vị thật là tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn Phạm Hương rất là nhiều. Cảm ơn anh Lưu Khải, cảm ơn em Nguyễn Văn Trung. Cổ phần doanh nghiệp chính xác, nắm giữ cổ phần doanh nghiệp tiềm năng. Và chúng ta thấy rồi ạ.
tất cả những cái cơ hội trước kia của chúng ta ấy, thì chúng ta không biết đúng không ạ? Chúng ta không có cơ hội để nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Vì sao ạ? Vì chúng ta chưa tiếp cận được thông tin. Khi mà internet phát triển, khi mà công nghệ thông tin phát triển, khi mà vạn vật kết nối với nhau bằng internet, khi mà thế giới không còn khoảng cách về địa lý nữa, mọi thứ nó đã trở nên rất là gần gũi rồi, thì quý vị và các bạn mới có cơ hội này, phải không các bạn? Vâng, những điểm chung của giới siêu giàu, những điểm chung của tỷ phú trên thế giới là họ, thứ nhất là gì? Thứ nhất là họ đi theo một xu hướng, họ tạo lập ra một sản phẩm, đúng không ạ? Hay là một doanh nghiệp đi đầu hay là dẫn đầu một xu hướng nào đó. À, Ngọc Bình lấy ví dụ một cách đơn giản, ví dụ như trong cái điều kiện mà dịch Covid xảy ra, nếu như doanh nghiệp nào đó mà tạo ra được một loại thuốc đặc trị cái Covid ạ, virus Corona đấy ạ, thì sao ạ? Thì doanh nghiệp đó có kiếm được nhiều tiền không ạ? Chắc chắn thì doanh nghiệp đó sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Đó là điểm chung là họ tạo lập ra những cái mới, những sản phẩm mới, đi đầu xu hướng và gì ạ? Và giải quyết, đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu, những cái mà thế giới đang cần đến. Đúng không ạ? Những cái mà thế giới đang cần đến, đó là cái điều mà chúng ta thấy. Doanh nghiệp nào mà hướng được những cái giá trị nhân văn, doanh nghiệp nào mà hướng tới được giá trị bền vững, doanh nghiệp nào mà tạo ra được giá trị càng lớn cho xã hội, giải quyết được những vấn đề có thể nói là gì ạ? Bài toán rất là nan giải cho xã hội, thì doanh nghiệp đó kiếm được rất là nhiều tiền, bất kể lĩnh vực nào đó, đúng không ạ? Chúng ta thấy rồi, bất kể lĩnh vực nào đó, nếu doanh nghiệp của bạn mà tạo ra được giá trị, đi đầu xu hướng của thế giới, đáp ứng được đầy đủ các cái nhu cầu của thế giới cần hướng tới trong 5, 10 năm sau, hoặc là nó sẽ bền vững, hoặc là đi đầu một cái lĩnh vực nào đó, thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Phải không quý vị? À, và tập đoàn của chúng ta thì sao quý vị? Tập đoàn UST của chúng ta thì sao ạ? Tập đoàn Ulisky Trinh Technology của chúng ta thì sao ạ? Tập đoàn Ulisky Trinh Technology INC thì đang đi đầu về lĩnh vực giao thông vận tải. Quý vị ạ, đang đi đầu về lĩnh vực giao thông vận tải là bài toán, là lời giải, đúng không ạ? Giải quyết được tất cả những vấn nạn mà cả thế giới đang đau đầu đi tìm kiếm. Chúng ta thấy hiện nay thì giải pháp gì triệt để chưa ạ? Hiện nay thì chúng ta chưa thấy một cái giải pháp nào triệt để cho những cái vấn nạn trên toàn cầu, như vấn nạn về ô nhiễm môi trường, mà phần lớn là các loại phương tiện sử dụng bằng động cơ đốt trong, xăng dầu đấy ạ, phát thải ra khí độc hại. Thì công nghệ ưu tiên của chúng ta giải quyết cái vấn đề đó bằng gì ạ? Bằng cách là chúng ta sử dụng những năng lượng thân thiện môi trường, năng lượng điện gió, năng lượng điện mặt trời và năng lượng điện tái tạo. Chính vì vậy nó sẽ không phát thải ra khí độc hại, nó không gây ra ô nhiễm môi trường. Đó là điều tuyệt vời, đúng không ạ? Và ngài Anatoly Zhirouki nói rằng sao ạ? Nếu chúng ta không hành động ngay, nếu chúng ta không hành động nhanh thì một vài thế hệ nữa thôi quý vị, thì con cháu chúng ta ra đường thì sao ạ? Phải hít phải những cái khói bụi, rồi con cháu chúng ta ra đường phải sử dụng các chiếc mặt nạ phòng độc đấy ạ. Đó, nên là cái bài toán đầu tiên chúng ta đã giải quyết được, đó là bài toán về ô nhiễm môi trường. Cái tiếp theo là gì ạ? Cái tiếp theo thì chúng ta thấy rồi, một trong những vấn nạn vô cùng là nhức nhối cho xã hội, mà vấn đề ở đây chúng ta thấy để lại những cái hệ lụy vô cùng lớn, đó là vấn đề về tai nạn giao thông. Hàng năm cướp đi sinh mạng của 1,5 triệu người chết đấy ạ. Vâng, nó để lại hệ lụy rất là lớn cho những người bị tai nạn giao thông, cũng như là hệ lụy cho xã hội phải giải quyết được những cái hậu quả do tai nạn giao thông để lại. Như vậy thì công nghệ UT ra đời lại giải quyết được cái vấn nạn này, vấn nạn về tai nạn giao thông. Vì sao ạ? Vì cái nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông thì quý vị cũng đã biết rồi. Nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông đó là yếu tố chủ quan do con người đấy ạ. Do người điều khiển phương tiện giao thông, do người lái những chiếc xe trong những cái tình trạng như là mệt mỏi, trong những cái tình trạng là căng thẳng, trong những cái tình trạng stress, đúng không ạ? Rồi có thể nói là người điều khiển phương tiện giao thông có thể là sử dụng những cái chất kích thích này, rượu bia này, thì khi đó chúng ta thấy sẽ gây ra những tai nạn giao thông vô cùng là thảm khốc, và nó để lại những hệ lụy rất là lớn cho xã hội. Và từ đó, đúng không ạ, chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp UT của chúng ta đã tạo ra một sản phẩm, đó là những con tàu sẽ không sử dụng người lái. Đó, đó là áp dụng xem đó là gì? Đó là trí tuệ nhân tạo AI. Vâng, trí tuệ nhân tạo AI đó rất là thông minh, giống như là lão bộ của con robot, nó tự vận hành bằng các cái cảm biến, bằng các cái tầm soát radar ở một khoảng cách rất là xa. Nó có thể là phát hiện ra được những cái chướng ngại vật, những cái gì mà nó gây ra nguy hiểm trên hành trình mà con tàu nó đi, thì nó sẽ ngay lập tức nó xử lý rất là nhanh, phải không ạ? Chính vì vậy thì sao ạ? Công nghệ của chúng ta đang là cái lời giải cho cái bài toán
đó là tai nạn giao thông đấy ạ. Vì sao nữa? Vì công nghệ IoT đó là công nghệ giao thông cấp 2, nó đã được nâng lên khỏi mặt đất đấy từ 10 đến 15 mét, và từng cái địa hình khác nhau nó sẽ có những cái độ cao thấp khác nhau, và nó phụ thuộc vào rất là nhiều các yếu tố thì nó sẽ phù hợp với những cái nơi để xây dựng. Nó nâng lên như vậy thì sao ạ? Nó sẽ không va chạm với các cái phương tiện khác. Đó, một mình nó tuần tự trên một cái đường ray như vậy, nó được lập trình như vậy, nó tuần tự nó đi như vậy nên là chúng ta thấy yên tâm ạ. Vâng, quý vị và các bạn có mong muốn chính bản thân chúng ta, gia đình chúng ta, con cháu chúng ta sau này được di chuyển trên một phương tiện rất là an toàn như vậy không ạ? Chắc chắn rồi đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy khi người thân chúng ta mà đi tham gia giao thông thì chúng ta cũng lo lắng lắm chứ ạ. Rất là lo lắng, đi đến nơi về đến chốn thì chúng ta mới yên tâm. Và đặc biệt thì sao ạ? Đặc biệt là rất là nhiều các anh chị em mà phải thường xuyên di chuyển trên đường ấy. Chúng ta đi xa thì cái cấu trúc đầu tiên của chúng ta là gì ạ? Quý vị. Vâng, quý vị có thể comment cho mình là cái cấu trúc của quý vị và các bạn khi mà người thân của chúng ta đi xa thì như nào ạ? Đó, chúng ta chúc như nào quý vị? Vâng, rất là tuyệt vời. Rất là nhiều quý cô chú anh chị đã vào ủng hộ Ngọc Bình rồi. Xin chào Nguyễn Thắm này. Xin chào Lê Thị Thắm này. Xin chào Nguyễn Đình Phụng. Vâng, xin chào em Trần Hiển. Chúng ta thường chúc người thân chúng ta thường chúc bạn bè chúng ta đi xa thì chúng ta chúc như nào quý vị ơi? Chúng ta có thể comment cho Ngọc Bình ạ. Vâng, cô Nha Khoa Minh Thịnh có comment là bình an đúng không ạ? Thượng lộ bình an, chính xác em Kiều Phượng. Đi đến nơi về đến chốn, đúng rồi, một câu rất là dễ hình dung đúng không ạ? Anh Nguyễn Quốc Hoàn, thượng lộ bình an, đúng rồi. Cảm ơn em Thắm rất là nhiều. Đúng rồi, thượng lộ bình an, chúc thượng lộ bình an, chính xác là như vậy. Cảm ơn chị Nguyễn Thanh Tâm. Chính xác. Thượng lộ bình an. May mắn đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Đó, đấy là những cái mong cầu của chúng ta khi mà có người thân rồi gia đình bạn bè chúng ta phải đi xa thì chúng ta thì chúc cho thượng lộ bình an, có nghĩa là chúng ta mong đấy, mong người thân bạn bè chúng ta luôn luôn đi đến nơi về đến chốn, đảm bảo được sự an toàn trên cái hành trình đi. Vâng, tuy nhiên thì chúng ta thấy cái yếu tố mà do chủ quan do người lái đấy ạ. Người lái ví dụ như là chúng ta đi thì chúng ta rất là chú ý này, chúng ta rất là cẩn thận này. Nhưng tuy nhiên ở đâu đó chúng ta thấy không ạ? Tuy nhiên đâu đó thì ở một cái góc độ khi mà chúng ta tham gia giao thông thì có những người mà sử dụng những cái chất kích thích rượu bia chẳng hạn thì vô hình chung họ sẽ gây ra những cái tai nạn đúng không ạ? Đó nên là cái điều mà chúng ta luôn luôn mong cầu, luôn luôn chúc cho quý vị các bạn có những anh chị em người thân gia đình rồi bạn bè đi đâu đó là đi đến nơi về đến chốn thượng lộ bình an, phải không ạ? Vâng, đó là những cái tuyệt vời, những cái giá trị rất là nhân văn khi mà chúng ta gửi gắm cho những người thân của chúng ta, và công nghệ IoT ra đời để giải quyết được cái vấn đề về tai nạn giao thông đấy ạ. Nên chúng ta có mong muốn được ủng hộ, chúng ta có mong muốn được tài trợ vào cho một dự án mà có giá trị nhân văn như vậy không ạ? Khi mà tất cả chúng ta di chuyển trên con tàu bằng công nghệ IoT thì chúng ta luôn luôn yên tâm. Vì sao ạ? Vì nó sử dụng là trí tuệ nhân tạo mà. Đó, sử dụng là trí tuệ nhân tạo nên là nó không có những cái trường hợp giống như là yếu tố chủ quan của con người nữa, nên là nó sẽ không gây tai nạn giao thông. Phải không quý vị? Đó, nên là chúng ta luôn luôn mong muốn và muốn cái công nghệ này sớm có mặt, sớm thương mại trên toàn cầu để làm gì ạ? Để từ đó chúng ta yên tâm hơn để di chuyển trên một phương tiện an toàn, để sử dụng trên một phương tiện lại tốc độ nhanh quý vị ạ. Tốc độ rất là nhanh. Ở trong đô thị là 150 km/h, ở ngoài đô thị thì chúng ta có con tàu Uflex đấy ạ, con tàu 500 km/h. Tốc độ nhanh như vậy thì sao ạ? Tốc độ nhanh như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí, và đặc biệt là chúng ta rất là an toàn khi mà di chuyển trên phương tiện này. Nên công nghệ IoT nó đang giải quyết cái bài toán rất là đau đầu, đó là bài toán về tai nạn giao thông. Còn một vấn đề nữa chúng ta thường được thấy đó là gì ạ? Tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các cái thành phố lớn. Đấy, ở đâu cũng vậy, không chỉ riêng Việt Nam đâu, không chỉ riêng Việt Nam đâu, ở nước ngoài cũng vậy thôi. Chúng ta thấy tình trạng tắc nghẽn giao thông thường xuyên xảy ra. Vâng, do sao ạ? Do các cái phương tiện cá nhân càng ngày càng nhiều, đó thì tình trạng tắc nghẽn giao thông càng xảy ra nhiều hơn. Và khi mà tắc nghẽn giao thông ấy thì chúng ta phải di chuyển ở một cái quãng đường rất là ngắn, nhưng chúng ta phải bỏ vào đó nhiều thời gian hơn di chuyển trên một quãng đường ngắn như vậy. Thì sao? Chúng ta sẽ tiêu tốn vào rất là nhiều những cái việc chúng ta di chuyển, và thời gian thì chúng ta được ví là
tiền, đúng không ạ? Thời gian là vàng, thời gian là bạc. Như vậy chúng ta tốn thời gian cho một quãng đường ngắn thì chúng ta thấy là đang tốn tiền, tốn bạc đấy ạ. Và cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi mà một cái quãng đường ngắn như vậy mà chúng ta lại đi mất nhiều thời gian như vậy. Nó ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta, rồi ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Ví dụ quý vị các bạn đang di chuyển đến một nơi mà chúng ta gì, chúng ta đang di chuyển đến một nơi mà chúng ta đang muốn ký một cái hợp đồng, nhưng chúng ta bị lỡ hẹn thì sao? Đấy, có thể là chúng ta mất cái hợp đồng đó. Đó, đúng không ạ? Thì công nghệ UT của chúng ta ra đời một mình nó trên một đường như vậy, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là tắc nghẽn giao thông trong các cái thành phố lớn. Một mình nó một đường nó tuần tự như vậy. Nên là nó không gì ạ, nó không giao cắt với cái đường đường khác, nên là nó sẽ không còn cái tình trạng tắc nghẽn giao thông và nó sẽ phù hợp ở tất cả các cái thành phố lớn. Vì sao ạ? Vì để xây dựng một cái tuyến đường công nghệ UT của chúng ta ấy, nó sẽ tốn rất là ít diện tích thôi. Theo thống kê thì 1 km công nghệ UT chỉ chiếm có 100 mét vuông sử dụng đất ở phía dưới thôi. Nên là nó sẽ không phá hủy cảnh quan tự nhiên này, nó sẽ không phá hủy những cái môi trường tự nhiên này. Đó, và nó sẽ nó rất là đẹp. Đấy, nó hài hòa vào kiến trúc cảnh quan ở trong thành phố. Nó xây dựng nó rất là phù hợp ở những cái thành phố. Phải không ạ? Thế thì quý vị và các bạn, khi mà thấy một công nghệ giao thông mà lại thân thiện với môi trường, một công nghệ giao thông lại là an toàn, lại tốc độ nhanh, một công nghệ giao thông lại giải quyết được cái vấn nạn về tắc nghẽn giao thông ở trong các cái đô thị như vậy, thì chúng ta là những nhà tài trợ vốn. Chúng ta khi mà chúng ta thấy công nghệ này nó đã và đang là xu hướng của thế giới hướng tới những ngành công nghệ thân thiện môi trường, và chúng ta thấy gì ạ? Công nghệ này đã và đang là những cái lời giải cho những bài toán đau đầu, thì chúng ta có tài trợ không ạ? Vâng, chúng ta thấy một cái điều nhân văn, một cái điều tốt đẹp thì chúng ta có tài trợ vốn không ạ? Chắc chắn là Ngọc Bình tin chắc là chúng ta sẽ tài trợ. Và Ngọc Bình cũng vậy thôi, Ngọc Bình khi mà biết được cái giá trị nhân văn của dự án thì Ngọc Bình đã tài trợ vào đây. Và Ngọc Bình đã dành dụm những cái số tiền của Ngọc Bình làm được để Ngọc Bình tài trợ vào đây. Quý vị cũng vậy đúng không ạ? Chúng ta có được những cái số tiền của chúng ta trích ra một phần thu nhập của chúng ta trong những cái đồng lương tháng của chúng ta tài trợ vào đây, phải không ạ? Để làm sao ạ? Chúng ta cũng mong muốn chứ ạ, chúng ta mong muốn công nghệ này ra đời chứ ạ. Đúng rồi, như em Thắm tài trợ chứ ạ, chúng ta thấy một cái giá trị nhân văn như vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ tài trợ. Và một chút nữa thôi, Ngọc Bình sẽ chia sẻ cho quý vị rằng là tập đoàn UT sẽ sử dụng cái nguồn vốn của chúng ta hiệu quả như thế nào, thì quý vị mới thấy rằng là chúng ta tài trợ vào tập đoàn công nghệ UT là hoàn toàn chính xác, là dòng tiền của chúng ta đang được sinh sôi nảy nở đấy ạ. Dòng tiền của chúng ta đang được tạo ra những giá trị thật đấy ạ. Đó là những cái sản phẩm hữu hình và những cái sản phẩm vô hình. Đó, thì chút nữa Ngọc Bình sẽ chia sẻ cho quý vị nhé. Vâng, thì tất nhiên rồi, những cái live stream thì Ngọc Bình luôn nói rằng cái gì hay nhất thì Ngọc Bình luôn để những cái phần cuối chương trình live stream. Và mong rằng từ đầu đến cuối chương trình live stream, quý vị hãy cùng đồng hành với Ngọc Bình và không rời xa chiếc màn hình điện thoại cũng như là chiếc laptop của mình. Và để có một cái thời gian thư thái, vâng, và chúng ta cũng đang chuẩn bị chờ đón được cái giai đoạn 14.3, xem là cái chiết khấu nó như nào, thì quý vị có thể là comment xem là cái chiết khấu quý vị hình dung ra như nào nhé. Thì chúng ta hãy lựa chọn cho mình một nơi thật là thư thái đi ạ. Hãy không quên, hãy đồng hành cùng với Ngọc Bình và comment, hãy tương tác để chúng ta cùng nhau đón nhận được thông tin rất là giá trị, đúng không ạ? Và để quý vị không mệt mỏi thì hãy dành cho mình một tách cà phê hay một ly trà đi ạ. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau nhâm nhi để chào đón một cái giai đoạn mới, giai đoạn 14.3 của tập đoàn UT. Mỗi lần như vậy thì đối với Ngọc Bình giống như là một cái đêm giao thừa. Và Ngọc Bình mong rằng chúng ta sẽ có một cái đêm giao thừa lớn nhất, đó là cái ngày mà chúng ta được gì ạ? Chúng ta được IPO, và trước đó thì chúng ta sẽ chờ đón cái ngày mà chúng ta sẽ được nhận cổ tức, đúng không ạ? Vâng, quý vị các bạn thân mến, thì hiện nay thì chúng ta được biết rồi, tập đoàn Evisky Trinh Technology Inc của chúng ta do nhà sáng lập của chúng ta là ngài Anatoly Zhivkin, người mà cả thế giới ngưỡng mộ. Vâng, người mà được vinh danh là công dân toàn cầu, người là được gì ạ? Được lựa chọn, được vinh danh trong top 100 các nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên niên kỷ. Người đã có hơn 200 phát minh khoa học, hơn 20 bài báo chuyên khảo, đúng không ạ? 200 các cái phát minh và gì ạ? Đã từng là gì? Thành viên của du hành vũ trụ Liên Xô. Đó, chúng ta thấy không ạ? Và nhận được những cái giải thưởng rất là danh giá. Hiện nay thì Ngọc Bình đã thấy rằng là
Trước kia là có hơn 83 các cái văn bằng giải thưởng, nhưng hiện nay có hơn 90 rồi, hơn 90 các văn bằng giải thưởng rồi. Ngọc Bình vừa thấy rằng là được công bố là 95 các văn bằng giải thưởng đấy ạ. Chủ tịch của chúng ta đã dành cả cuộc đời tâm huyết cống hiến cho công nghệ này từ những năm 1977 đến nay, quý vị ạ, rất là lâu rồi, dành cả cuộc đời của mình vì công nghệ này. Người được nhận được những cái giải thưởng vô cùng danh giá như là giải thưởng Golden Chariot, đó, giải thưởng gì? Đó là giải thưởng cỗ xe vàng cho những cái phát minh khoa học của mình. Và cái giải thưởng Golden Chariot này được ví như là những cái giải thưởng Oscar trong cái lĩnh vực điện ảnh đấy, quý vị ạ. Và Ngọc Bình còn nhớ gần đây nhất là ngày 22 tháng 7 năm 2022, Liên Hiệp hội UNESCO Việt Nam đã vinh danh ngài Anatoly Zhivkov với những cống hiến khoa học của ngài là giải cứu hành tinh, đúng không ạ? Đó, Liên Hiệp hội UNESCO Việt Nam đã vinh danh ngài Anatoly Zhivkov với những phát minh khoa học, với những cống hiến của ngài, đó là giải cứu hành tinh đấy ạ. Đúng ạ, chúng ta thấy chúng ta đang được đồng hành cùng với một nhà sáng lập đầy đủ yếu tố tâm tầm tài, sự kiên trì, sự bền bỉ đã dành cho chúng ta một cái cơ hội rất là lớn như thế này. Đó, dành cho chúng ta cơ hội được góp vốn tài trợ vào một dự án với số vốn từ 50 đô la thôi ạ. Phải không quý vị? 50 đô la thôi ạ. Nhờ hình thức gọi vốn cộng đồng nên là chúng ta đã được tài trợ góp vốn vào đây. Rất là cảm ơn hình thức gọi vốn cộng đồng. Quý vị thấy không ạ? Nếu như ngài Anatoly Zhivkov mà không sử dụng cái hình thức gọi vốn cộng đồng ấy. Vâng, gọi vốn cộng đồng là gì quý vị? Để Ngọc Bình một lần nữa để Ngọc Bình chia sẻ cho quý vị. Vâng, xin cảm ơn Hà Tiến. Hà Tiến đã gửi lời chào từ Korea, Hàn Quốc, và rất là cảm ơn. Xin chào Kiều Hà, xin chào Phạm Hương. Đúng ạ? Một lần nữa thì Ngọc Bình muốn chia sẻ cho quý vị, các nhà đầu tư hay là các cổ đông chúng ta một lần nữa chúng ta hiểu sâu hơn về hình thức gọi vốn cộng đồng như thế nào. Và chúng ta thấy đồng vốn của chúng ta sử dụng hiệu quả như thế nào. Vâng, thì một lần nữa Ngọc Bình xin nhấn mạnh rằng ở đây chúng ta không có mua bán gì cổ phần cả. Được chưa ạ? Chúng ta không có mua bán cổ phần gì cả. Đặc biệt hơn thì chúng ta không phải là cổ phiếu, quý vị ạ. Chúng ta không phải cổ phiếu. Chỉ khi nào lên sàn thì lúc đó chúng ta mới được gọi là cổ phiếu. Còn hiện nay chúng ta đang là dạng gì? Tài trợ góp vốn cổ phần doanh nghiệp qua hợp đồng vay chuyển đổi bằng cái gì ạ? Chúng ta được bằng hình thức gọi vốn cộng đồng. Đó, gọi vốn cộng đồng. Thế gọi vốn cộng đồng là gì ạ? Gọi vốn cộng đồng là chỉ cần chủ dự án có được những ý tưởng hay, tạo ra những sản phẩm mang lại những cái giá trị lâu dài, mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho xã hội, và bản thân chúng ta là những nhà tài trợ, chúng ta khi mà chúng ta bắt được nắm bắt được những cái thông tin chủ dự án, chủ tức là nhà phát minh ấy, họ đưa cái ý tưởng của họ trình bày rất là rõ ràng trên nền tảng internet, và chúng ta là những nhà tài trợ vốn, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy đây là một cái công nghệ tuyệt vời, đây là một cái công nghệ sẽ mang lại những cái lợi ích to lớn cho xã hội, đúng không ạ? Chúng ta thấy đây là một cái công nghệ mang lại những giá trị nhân văn tốt đẹp cho con người, thì chúng ta là những nhà tài trợ vốn vào đó. Đấy, chúng ta tài trợ vốn vào đó và chúng ta được nhận là gì ạ? Đổi lại thì chúng ta được nhận cái cổ phần thưởng. Đó, cổ phần thưởng ở đây là gì ạ? Góp vốn cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta có thể là nhận ở cái dạng cổ phần thưởng mà. Qua hợp đồng vay chuyển đổi quý vị ạ. Đó, nên là chúng ta là nhà tài trợ vốn sở hữu cổ phần của doanh nghiệp qua hợp đồng vay chuyển đổi tương ứng với số tiền mà chúng ta tài trợ, chúng ta tự nguyện chúng ta tài trợ vào đây, phải không ạ? Chúng ta tình nguyện chúng ta tài trợ vào đây. Tôi thấy ý tưởng của bạn hay, tôi thấy ý tưởng của bạn tốt, tôi thấy ý tưởng của bạn mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội, tôi thấy ý tưởng của bạn có thể trở thành thực tế, thì tôi tài trợ vốn của tôi tình nguyện, tôi tự nguyện tôi tài trợ vào, đúng không quý vị? Ngọc Bình vậy thôi ạ. Khi Ngọc Bình tìm hiểu thấy dự án này tuyệt vời quá, ý nghĩa quá, nhân văn quá, mà đang thực sự là chính xác như vậy, thì Ngọc Bình thấy hay quá thì Ngọc Bình ủng hộ vào ý tưởng của ngài Zuki, Ngọc Bình tài trợ, Ngọc Bình tình nguyện, Ngọc Bình tài trợ vào đó, đúng không ạ? Chúng ta đều là những nhà đầu tư, chúng ta đều là những nhà tài trợ vốn, đều tự nguyện chúng ta bỏ vốn vào đó. Để đổi lại là gì ạ? Đổi lại thì chúng ta sẽ được sở hữu cổ phần ở những cái ưu đãi đó, cổ phần thưởng ưu đãi, chứ chúng ta không mua bán gì, phải không ạ? Chúng ta tài trợ vốn, chúng ta sở hữu lại qua hợp đồng vay chuyển đổi, có nghĩa là chúng ta tài trợ bao nhiêu thì chúng ta được sở hữu bấy nhiêu cổ phần thôi. Và quý vị tài trợ bao nhiêu thì chúng ta đồng đồng nghĩa là chúng ta sở hữu bấy nhiêu cổ phần theo từng lộ trình phát triển của tập đoàn, đó là 15 giai đoạn phát triển đấy ạ. Rất là đơn giản như vậy, đúng không ạ? Đấy là gọi vốn cộng đồng.
Nếu chúng ta không tài trợ mà chúng ta tài trợ vào, chúng ta không muốn để nhận cái cổ phần đó thì gì sao ạ? Thì chúng ta có là giống như là cho tập đoàn vay, và sau 3 năm đúng không ạ? Thì chúng ta muốn lấy cái gốc về thì tập đoàn trả cho chúng ta thôi, rất là dễ hiểu như vậy. Vâng, rất là đơn giản dễ hiểu, gọi vốn cộng đồng minh bạch, rõ ràng, hợp tình, hợp pháp. Và chúng ta được biết là năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama thời đó đấy ạ, thì đã ban hành một cái đạo luật ROP, đó là gì? Đó là ban hành hình thức gọi vốn crowdfunding, gọi vốn cộng đồng, và nó hợp tình hợp pháp như vậy. Và chúng ta biết được cái hình thức này thì chúng ta mới được cơ hội sở hữu cổ phần này. Nếu không có gọi vốn cộng đồng thì chắc chắn là chúng ta sẽ không còn cơ hội để sở hữu cổ phần này nữa rồi. Và gọi vốn cộng đồng, chúng ta càng đông cộng đồng, đúng không? Chúng ta càng đông cộng đồng thì chứng tỏ là cái ý tưởng đó nó rất là tốt. Càng nhiều cộng đồng quan tâm thì chứng tỏ gì ạ? Cái sản phẩm đó rất là tốt. Và chúng ta thế ạ, chúng ta góp vốn tài trợ vào thì dự án của chúng ta càng nhanh hình thành để thương mại nó, đúng không ạ? Đó, đấy là gọi vốn cộng đồng đấy ạ, quý vị ạ. Và hình thức này thì đã có rất là lâu rồi ạ. Ở Việt Nam thôi cũng đã có những doanh nghiệp, những cái công ty khởi nghiệp sử dụng hình thức gọi vốn cộng đồng và họ đã thành công. Như là ví dụ như là chúng ta thấy bộ truyện tranh Long Thần Tướng này cũng đã sử dụng hình thức gọi vốn cộng đồng này. Rồi hay là một cái bộ bộ phim ngắn ấy, Bạn Cùng Phòng cũng sử dụng cái hình thức gọi vốn cộng đồng. Và các cái nền tảng crowdfunding, nền tảng gọi vốn cộng đồng, đó là cái khâu, là cái nơi giống như là cái nơi trung gian, đúng không ạ? Để cho chúng ta, đúng không ạ? Cho chúng ta tài trợ qua cái quỹ này. Đó, khâu trung gian mà. Và cái nền tảng gọi vốn cộng đồng chỉ có cái vai trò như thế nào? Xác minh danh tính của chúng ta này, xác nhận cái số tiền mà chúng ta tài trợ vào đó và chuyển thẳng về công ty. Chuyển thẳng về công ty mẹ đấy ạ. Để gì ạ? Để sản xuất con tàu, chuyển thẳng về công ty mẹ để gì? Để xây dựng các cái khu nhà xưởng, rồi xây dựng khu trung tâm thử nghiệm 36 ha Eco Technopark. Hiện nay là cái quy mô là 186 ha rồi. Để gì ạ? Để hình thành nên được những cái sản phẩm hữu hình như chúng ta thấy tòa nhà văn phòng 9 tầng 12.000 m2, ở trong đó có 86 các phòng ban thiết kế. Đấy, chúng ta thấy ạ, có hơn 700 cán bộ kỹ sư, công nhân viên đang ngày đêm làm việc cho chúng ta. Chúng ta thấy không ạ? Đấy là những cái tài sản của chúng ta đấy ạ. Và tài sản hữu hình chúng ta thấy là tòa nhà văn phòng, nhà xưởng, con tàu, 11 các model tàu đã được chứng nhận đủ điều kiện, có 6 cái cấu trúc dẫn đường và hiện nay đang là cái cấu trúc dẫn đường thứ 7. Thế còn ở bên Sara thì sao? Ở bên Sara thì chúng ta đã có được 28 ha công viên thử nghiệm con tàu của chúng ta tại đất nước nhiệt đới, có khí hậu rất là nóng như ở Sara, Dubai, ở Trung Đông đấy ạ. Và bản thân chính là Ngọc Bình đây, đúng không ạ? Bản thân Ngọc Bình đã tài trợ qua cái nền tảng gọi vốn cộng đồng này. Ngọc Bình cũng đã sở hữu cổ phần của tập đoàn và chính bản thân Ngọc Bình vào 21 tháng 3 năm 2022 ấy, năm nay đấy ạ, Ngọc Bình đã gì? Đã trực tiếp được ngồi trên con tàu đó tại Sara, được trực tiếp trải nghiệm nhé, được ngồi trên con tàu và cảm nhận nó thực sự là rất là tuyệt vời. Nó giống như là nhiều các anh chị em đã trải nghiệm gọi là gì ạ? Sang xịn mịn đấy ạ. Đấy, mọi thứ nó rõ như vậy rồi quý vị nhá. Chứng tỏ một điều gì ạ? Chứng tỏ một điều rằng là những dòng tiền của các nhà đầu tư chúng ta đổ về tập đoàn hoàn toàn là rõ ràng, minh bạch, chính xác, và tập đoàn sử dụng cái nguồn vốn của chúng ta rất là hiệu quả đấy quý vị ạ. Cực kỳ hiệu quả. Ngọc Bình phải đánh giá rằng là cực kỳ hiệu quả. Vì sao ạ? Thì chút nữa thì Ngọc Bình sẽ phân tích cho quý vị vì sao dòng tiền của các nhà đầu tư đổ vào đây được tập đoàn chất chiu sử dụng hiệu quả. Vâng, đúng ạ, rất là hiệu quả đấy ạ, với một số vốn rất là nhỏ thôi, chúng ta thấy ạ, không lớn đâu ạ. Số vốn của các cổ đông để tài trợ vào đây thực sự là không lớn đâu ạ, rất nhỏ thôi, rất là ít thôi. Nhưng tuy nhiên, tại sao mà chúng ta đã đạt được nhiều kết quả như vậy? Và trong ngày hôm nay thì quý vị đã đón nhận được nhiều thông tin tuyệt vời đúng không ạ? Kênh truyền hình Sara 24, đấy, kênh truyền hình của Ả Rập, chúng ta thấy đã tiếp tục liên tục đưa tin về công nghệ tập đoàn UT tại công viên công nghệ tại Sara đúng không ạ? SATIP đấy ạ. Vâng, chúng ta thấy liên tục truyền thông của Dubai, liên tục truyền thông của các nước Ả Rập, những cái kênh truyền thông truyền hình lớn uy tín như CNN hay là Tokyo hay là Indonesia hay là Peru đúng không ạ? Và gì ạ? Chúng ta được thấy rồi. Hôm nay chúng ta đã thấy một cái bài viết cảm ơn ngài Anatoly Zhivkov từ Liên Hợp Quốc, chúng ta thấy rất là giá trị như vậy. Nên là Ngọc Bình phân tích cho quý vị rằng là những cái dòng vốn của chúng ta
đã đổ về đúng nơi đúng chỗ và được sử dụng hiệu quả và tạo ra những giá trị thật. Đó đó là những gì ạ? Những cái nơi như là công viên 36 ha rồi tạo ra những giá trị thật như là bên Sara 28 ha. Như vậy bản thân Ngọc Bình đã được trải nghiệm, đã ngồi trên con tàu và được vinh dự, rất là vinh dự được gặp ngài Alatoli Zipki. Và Ngọc Bình hy vọng rằng gì ạ, tất cả các cổ đông chúng ta sẽ được may mắn giống như Ngọc Bình, sẽ được vinh dự như Ngọc Bình, được gặp gỡ một nhà khoa học lỗi lạc như vậy, có thể nói là một vĩ nhân như vậy, chúng ta thấy không ạ? Vâng, một vĩ nhân đấy ạ. Và khi Ngọc Bình gặp được ngài Alatoli Zipki rồi thì Ngọc Bình mới cảm nhận được cái sự bao dung của ngài, cảm nhận được cái sự gì ạ, cho đi rất là nhiều của ngài. Nếu ngài vì tiền đấy ạ, quý vị ạ, nếu ngài vì tiền thì sao ạ? Ngài đã bán cái sở hữu trí tuệ của mình đi rồi. Nếu ngài vì tiền, ngài đã bán cái phát minh của ngài đi, được định giá là gì? 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ thì ngài đã sống sung sướng cả cuộc đời này rồi, chứ không phải vất vả dành hơn 50 năm cuộc đời để đi tìm nguồn vốn tài trợ, rồi không phải vất vả hơn 50 năm cuộc đời để gì? Để tâm huyết, để xây dựng, để đưa cái sản phẩm ra thương mại đâu ạ. Đúng không quý vị? Vâng, chúng ta có đồng ý với Ngọc Bình không ạ? Nếu vì tiền thì ngài bán đi rồi, đâu cần phải vất vả như vậy. Đó, đó là cái ý nghĩa rất là nhân văn. Và ngài Zipki nói rằng ạ, mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều có sứ mệnh riêng nào đó. Đó là chúng ta không phải chỉ sống cho riêng mình. Đấy, ngài Zipki nói rằng là vậy. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không phải là sống cho riêng mình mà phải có một sứ mệnh nào đó. Và sứ mệnh của ngài Zipki là gì ạ? Sứ mệnh của ngài Zipki này giống như là Đức Đạt Lai Đạt Ma trong mỗi cuộc gặp gỡ với ngài Zipki có nói rằng là xin chào người bạn đến từ tương lai. Có nghĩa là sứ mệnh của ngài Zipki giống như là xuống với hành tinh này, xuống với trái đất này để giải cứu hành tinh. Và trong một cái giấc mơ từ thuở nhỏ ấy thì ngài Zipki đã lo lắng rằng đúng không ạ? Ngài đã mơ rằng đúng không ạ? Ngài đã mơ rằng là ngài đã lo lắng rằng là không biết là con còn đủ cái thời gian. Trong một cái giấc mơ mà ngài Zipki gặp bà mẹ trái đất ấy đang kêu cứu đấy. Bà mẹ trái đất đang kêu cứu. Hãy cứu lấy ta đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy không ạ? Thì ngài Zipki có hỏi rằng đang lo lắng rằng con còn đủ thời gian không? Thì bà mẹ trái đất là con còn đủ thời gian. Và hiện nay chúng ta thấy rồi, sản phẩm của chúng ta, những cái con tàu của chúng ta mà trước kia nhiều quý cô chú anh chị, nhiều anh chị em đã từng được xem những bộ phim khoa học viễn tưởng ấy, hay là hiện nay nhiều nhà đầu tư hay là nhiều người vẫn coi những cái con tàu của chúng ta đang hiện hữu trước mắt chúng ta đấy ạ. Bản thân Ngọc Bình ngồi trên đó rồi, rất là nhiều các cổ đông ngồi trên đó rồi ạ. Nhiều người vẫn coi nó là một cái sự ảo tưởng. Nhiều người vẫn coi đó là một cái gì ạ? Đó là một cái mô hình 3D. Đó rất là lạ đúng không ạ? Và anh chị em trước kia xem những cái gì mà trong những cái bộ phim khoa học viễn tưởng thì hiện nay công nghệ UT của chúng ta nó là hiện thực. Đấy, nó đã hiện thực, nó đã hiện hữu trước mắt chúng ta rồi. Và dòng tiền của chúng ta đổ vào đó đấy quý vị. Hàng ngày chúng ta có đấy, hơn 700 kỹ sư làm việc bất kể ngày đêm cống hiến cho công nghệ này. Hàng ngày chủ tịch còn làm việc miệt mài, cái thời gian làm việc, thời gian di chuyển trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà. Ngài không được ở nhà, di chuyển sang Dubai, di chuyển bên Trung Đông rồi đi nước này nước kia để gì? Để đi tìm kiếm rồi là ký thỏa thuận với các đối tác để xây dựng đưa công nghệ này ra thương mại đấy quý vị ạ. Đó chúng ta thấy không ạ? Một người đàn ông năm nay 74, 75 tuổi rồi vẫn miệt mài như vậy thì chúng ta thử hỏi xem chúng ta đã làm được gì nhiều chưa ạ? Và hiện nay thì chúng ta chỉ tài trợ một cái số vốn rất là nhỏ thôi. Thì cái điều hiện nay chúng ta cần làm là gì ạ? Điều hiện nay chúng ta cần làm thì hãy kiên trì và thấu hiểu, đúng không ạ? Điều hiện nay chúng ta cần làm là gì ạ? Hãy đồng hành, hãy tin tưởng tuyệt đối tập đoàn chúng ta. Được sự dẫn dắt của ngài Alatoli Zipki chắc chắn sẽ đi đến con đường thành công. Chắc chắn là như vậy, Ngọc Bình tin chắc là thành công chứ. Nên là việc của chúng ta gì ạ? Việc chúng ta có phải là vất vả như ngài không ạ? Số vốn nhỏ thôi, chúng ta phải chờ đợi, đúng không ạ? Đương nhiên rồi, chúng ta đầu tư vào đây để tạo ra một cái giá trị thật thì nó phải cần thời gian là đúng rồi. Chứ đâu phải là chúng ta đầu tư vào đây mà chúng ta không nhìn thấy cái gì ạ? Cái quan trọng nhất Ngọc Bình vẫn chia sẻ cho quý vị các bạn đó là đầu tư như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta phải biết dòng tiền đi về đâu. Đầu tư như thế nào đi chăng nữa chúng ta phải có kiến thức. Đầu tư như thế nào đi chăng nữa chúng ta phải biết là tiền chúng ta đổ vào đâu và làm cái gì và tạo ra cái gì. Đúng chưa ạ? Dù một đồng nhỏ thôi nhưng chúng ta phải có trách nhiệm với khoản đầu tư của mình, chúng ta phải đầu tư bằng kiến thức chứ ạ. Chứ không như là ví dụ đây Ngọc Bình không nói tất cả, không như một số quý nhà đầu tư vào và không tìm hiểu kỹ
rồi là có những lúc có những cái thông tin nó không được tốt, có những thông tin nó trái chiều ấy thì lại hoảng loạn lên. Đó là gì ạ? Đó là đầu tư không phải bằng kiến thức, đó là đầu tư bằng gì ạ? Bằng giống như là đi đánh bạc đấy ạ. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Vâng, khi mà nhà đầu tư có kiến thức rồi, chúng ta tìm hiểu kỹ lưỡng rồi thì luôn luôn thấy an nhiên, luôn luôn thấy tự tin vào khoản đầu tư của mình, cho dù là những cái thông tin tiêu cực nó đến, những cái sóng gió nó đến thì đều rất là nhỏ bé thôi. Phải không? Không thể lung lay được các nhà đầu tư. Vì sao ạ? Vì chúng ta đầu tư bằng kiến thức, chúng ta tìm hiểu về pháp lý, chúng ta tìm hiểu về sản phẩm, chúng ta tìm hiểu tất cả thì chúng ta luôn luôn yên tâm. Đó, các nhà đầu tư sợ hãi bởi những cái thông tin mà nó không hay, không đúng thì là do chúng ta thiếu kiến thức thôi. Chúng ta không đủ niềm tin vào cái chúng ta đang đầu tư, mà chúng ta đang đầu tư bằng gì ạ? Chúng ta đầu tư bằng cái kiểu giống như là gì? Chúng ta cứ nghe theo đó, và giống như là chúng ta nghe và chúng ta đầu tư, sau đó thì chúng ta hoảng hốt lên. Đúng ạ? Đó, nên là chúng ta đầu tư chúng ta cần có kiến thức là như vậy. Càng tìm hiểu thì Ngọc Bình thấy rằng là tập đoàn chúng ta luôn luôn minh bạch, luôn luôn rõ ràng, luôn luôn công khai tất cả, không giấu giếm một cái gì cả. Chúng ta rõ ràng từ những cái thông tin, đúng không ạ, hàng ngày cập nhật cho chúng ta ngay ngày hôm nay này. Chúng ta thấy trên những cái trang chính của tập đoàn này, trang USky, trang Post này, rồi là trang cái gì ạ, ulisky.com này, đó, chúng ta thấy có những cái thông tin chính thống như vậy. Ví dụ như là các kênh truyền hình của Dubai, Sara ủng hộ mạnh mẽ rồi gì ạ, những cái thông tin gần đây nhất chúng ta thấy không ạ, Liên Hợp Quốc còn viết thư cảm ơn ngài Zuki trong một cái bài phát biểu về công nghiệp hóa không gian gần trái đất đấy ạ. Nó rất là nhiều thông tin tuyệt vời như vậy, và ngày hôm nay quý vị cũng đã được một cái thông tin rồi, chứ là CEO của cái USky Chatbot đấy ạ, cái công bố rằng là cuối năm nay, đúng không ạ, tôi tái khẳng định một lần nữa là cuối năm nay sẽ hoàn thành cái tuyến đường 2,4 km. Và Sara đã sẵn sàng rồi ạ, đúng không ạ, Sara đã sẵn sàng rồi, thương mại rồi đấy quý vị ơi. Đó, nên là chúng ta đã thấy rồi ạ, sản phẩm của chúng ta, dòng tiền của chúng ta về đúng nơi đúng chỗ chứ ạ. Đó, chúng ta đầu tư là như vậy nha, nên là chúng ta luôn luôn an nhiên. Và Ngọc Bình xin chúc mừng tất cả các quý vị cổ đông, chúng ta luôn luôn tin tưởng, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối, luôn luôn an nhiên trong khoản đầu tư, bởi chúng ta đầu tư là có kiến thức, đúng không ạ, bởi chúng ta đầu tư có kiến thức. Đúng rồi, chúng ta có kiến thức, chúng ta có thông tin chính thống, chúng ta được gì ạ? Được dựa trên những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái lập luận logic, dựa trên những cái mà chúng ta đánh giá được, cái nhìn nhận được, cái thực tế được. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta đang có một sản phẩm hiện hữu, đúng không ạ? Chúng ta đã có rất là nhiều những cái chúng ta có thể chứng minh được điều đó. Cổ đông sang tận nơi hàng năm như vậy. Hiện nay vẫn còn đang 60 cổ đông đang ở Beirut cơ mà. Đúng không ạ? Và chính bản thân Ngọc Bình đây cũng đã được trực tiếp rồi. Đó, được gặp nhà sáng lập rồi, được trực tiếp ngồi tàu rồi, thì chúng ta còn gì phải suy nghĩ nữa không? Rất là rõ ràng minh bạch như vậy, tức là tiền của chúng ta tài trợ đã đúng nơi đúng chỗ và đang tạo ra những giá trị thật. Và tạo ra giá trị thật thì chúng ta cần gì ạ? Cần một thời gian ngắn nữa thôi để chúng ta mang cái sản phẩm đó đi thương mại để tạo ra lợi nhuận, và tạo ra lợi nhuận rồi thì từ đó chúng ta sẽ nhận được cái dòng cổ tức đầu tiên. Đúng không quý vị? Vâng, chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Chúng ta tuyệt vời thì quý vị các bạn có thể comment cho Ngọc Bình đi ạ. Em Trinh Châu nói rằng gì ạ? Dù ai nó ngả nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Chính xác, chúng ta vững là vì sao ạ? Chúng ta vững vì chúng ta tin vào bản thân chúng ta tin vào kiến thức chúng ta. Đó, em Panh Nha cũng vậy đúng không ạ? Em Panh Nha còn có cái kiềng nghìn chân cơ. Ngọc Bình chưa nhìn thấy cái kiềng nghìn chân bao giờ, chắc là vững lắm đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần là chúng ta hướng tới sang Dubai vào đầu năm 2023. Và Ngọc Bình cũng đang hướng tới Dubai lần nữa, để một lần nữa để sang Dubai được ngồi trên con tàu. Và cuối năm nay chúng ta đã hoàn thành cái tuyến đường 2,4 km rồi. Nếu đầu năm sau chúng ta được sang bên Sara thì chúng ta sẽ được ngồi trải nghiệm con tàu, cái model tàu mới ạ. Và được hé lộ nhé, Ngọc Bình đã đọc được cái thông tin ngày hôm nay thì gì ạ? Hé lộ là cái con tàu 25 chỗ ngồi đấy quý vị ạ. Mà chúng ta đã thấy rồi trên cái hình ảnh con tàu mà được ở cái nơi sản xuất ở Beirut đấy, 25 chỗ ngồi rất là đẹp cho Dubai đấy ạ. Đó, nên là Ngọc Bình đọc cái thông tin ngày hôm nay, Ngọc Bình thấy rằng là rất là nhanh thôi. Đây ạ. Vâng, đấy chúng ta sẽ hé lộ những cái 25 chỗ ngồi. Đây Ngọc Bình đọc nguyên này nhá. Ngọc Bình đọc nguyên cái chỗ này nhá. Giám đốc điều hành USky Chanport cho biết thêm, chúng tôi sẽ sử dụng
không chỉ để vận chuyển hành khách mà còn cho các container đường biển với sức chứa tiêu chuẩn 20 feet và 40 feet. Đây là cái con tàu Ilocom. Tính đến thời điểm này, tuyến đường sắt chở hành khách hàng hóa gần như đã hoàn thành. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đến thời điểm này còn gần như đã hoàn thành với cái tuyến hàng hóa đấy. Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng đường đua cho một loại xe điện thay thế như Uber sẽ được sử dụng để vận chuyển các nhóm lên đến 25 người. Đấy, chúng ta thấy không ạ? 25 người đấy ạ. Những cái thông tin tuyệt vời từ giám đốc điều hành Usky Transport chúng ta thấy. Và ở đây này, Ngọc Bình đọc cái phần cuối của cái bài viết này ạ. Sergey Tarasov, giám đốc điều hành của Usky Transport, tái khẳng định rằng việc xây dựng đường thử nghiệm 4 sẽ được hoàn thành trong năm nay. Và việc ra mắt của nó sẽ diễn ra sau khi đường ray được đưa vào vận hành sau năm mới và không bị trì hoãn thêm. Đấy, có nghĩa là gì ạ? Tức là chúng ta kết thúc cái năm nay và được đưa vào vận hành khai thác trong cái năm mới này và không trì hoãn thêm. Có nghĩa là tiến độ cứ thế mà duyệt thôi, không phải trì hoãn gì thêm. Vâng, không trì hoãn thêm quý vị ạ. Cảm ơn anh Huy rất là nhiều đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy không ạ? Đấy là những cái thông tin rất là tuyệt vời như vậy. Nên là quý vị thấy dòng tiền của chúng ta đang đổ về đúng nơi đúng chỗ và sử dụng hiệu quả. Chúng ta thấy một cái số vốn nhỏ chúng ta đã bước sang, bắt đầu từ năm 2014 đến nay là bước sang năm thứ 8 rồi. Và năm thứ 8 thì chúng ta được biết rồi, gặp muôn vàn những cái khó khăn. Chúng ta bị chậm lại hơn 2 năm bởi Litva, đúng không quý vị? Vâng, đối thủ chơi xấu đúng không ạ? Hơn 2 năm ở Litva. Và sau này thì ạ, khi mà gần 3 năm chính phủ Litva có điều tra, đấy, chính phủ nhá, chính phủ Litva có tức là công tố đó, điều tra về tập đoàn chúng ta rồi là vu cáo cho gì ạ? Vu cáo cho ngài Zipki là gián điệp này, rồi vu cáo cho ngài Zipki là gì? Là kẻ xây dựng kim tự tháp này hay là MLM đấy. Đó, vu cáo ngài Zipki như vậy. Nhưng gần 3 năm thì Litva phải công bố là không có một cái chứng cứ nào kết tội cho tập đoàn và gì ạ? Và tập đoàn đã gì? Tập đoàn đã kiện, đệ đơn kiện nên đòi Litva bồi thường 10 triệu euro đấy quý vị ạ. Chúng ta thấy không ạ? Cả một cái chính phủ Litva đấy, viện công tố Litva đúng không ạ? Đi điều tra gần 3 năm nhưng không có kết quả. Và tập đoàn chúng ta thấy không ạ? Tập đoàn chúng ta có những video phóng sự là kiện 10 triệu euro đấy, bồi thường như vậy. Thế là chúng ta đã bị chậm lại hơn 2 năm bởi Litva. Sau đó thì sao ạ? Sau đó thì chúng ta bị Covid xảy ra. Đấy, dịch bệnh Covid xảy ra thì chúng ta cũng mất gần 2 năm nữa. Thì chúng ta tính nhanh là mất khoảng 4 năm. Mà năm nay chúng ta bước sang năm thứ 8 mà chúng ta mất đi 4 năm. Có nghĩa là cái thời gian thực phát triển ấy chỉ có 4 năm thôi đúng. Thời gian thực chỉ có 4 năm thôi ạ. Thời gian thực phát triển chỉ có 4 năm. 4 năm như vậy thì chúng ta thấy 4 năm qua tập đoàn đã có những gì ạ? 4 năm qua chúng ta có rất là nhiều. Làm được rất là nhiều. Thứ nhất là sự thành công của tập đoàn khi mà đưa dự án của chúng ta sang bên thị trường của Trung Đông. Xây dựng khu trung tâm thử nghiệm 28 ha ở Sara. Đây là một lướt đi. Đây là một cái gọi là một cái lướt đi hay là Ngọc Bình có những cái bài phân tích gì ạ? Một mũi tên mà trúng hai đích ạ. Của ngài Zipki. Đây là một cái lướt đi vô cùng gọi là vô cùng sáng. Đó. Một lướt đi thực sự là có thể nói là một cái át chủ bài. Đấy, có thể nói như vậy. Vì sao? Khi mà chúng ta đưa sang thị trường của Trung Đông, chúng ta vừa chứng minh được con tàu của chúng ta phù hợp từng cái điều kiện địa hình. Đó là gì? Ở bên Trung Đông nóng như vậy chúng ta vẫn chạy được. Bên Trung Đông nhiều cát như vậy chúng ta vẫn, con tàu chúng ta vẫn chạy tốt đúng không ạ? Đấy, cái độ bền của đường ray vẫn tốt, vẫn chịu được nhiệt nóng ở cái đất nước Trung Đông. Có thể là ngoài trời lên đến 55-60 độ C. Chúng ta vẫn được nhận giấy chứng nhận TUV đảm bảo cho tổ hợp giao thông. Từ con tàu, từ đường ray đến nhà ga, tất cả chúng ta đã được chứng nhận TUV, đảm bảo điều kiện đủ, điều kiện an toàn. Chúng ta đã chứng minh được con tàu chúng ta vận hành tốt tại một cái nơi mà khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, bão cát, hàm lượng muối biển trong không khí. Rồi là gì ạ? Rồi là nóng như vậy. Đấy, chúng ta đã chứng minh và chúng ta đã thành công. Và từ đó thì sao ạ? Có thể nói là cả thế giới biết đến công nghệ UT. Đây là một cái lực cờ thực sự là tuyệt vời của ngài Zipki. Đã đưa công nghệ của chúng ta sang một bên gọi là gì ạ? Nhà giàu đúng không ạ? Bên Trung Đông, bên Dubai, cái nơi nhà giàu. Quốc vương Dubai ủng hộ rồi quý vị. Quốc vương Dubai ủng hộ từ những năm gì?
Quốc vương Dubai ủng hộ từ 30 tháng 4 năm 2019. Chính ngài quốc vương Dubai, ngài Mohammed bin Rashid Al Maktoum đấy ạ. Quốc vương của Dubai với tầm nhìn vượt thời đại đã biến Dubai từ cái nơi mà sa mạc khô cằn, những cái cồn cát sa mạc ngày xưa, những cái làng chài ven biển ngày xưa gần 50 năm rồi ạ, chỉ trên dưới 50 năm một chút rồi ạ, đã trở lên một cái nơi xa hoa giàu có bậc nhất trên thế giới. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là tầm nhìn của quốc vương Dubai đã đặt cái tầm nhìn vào gì ạ? Công nghệ IoT và ủng hộ mạnh mẽ công nghệ này. Quốc vương Dubai đã phê duyệt dự án 15 km, 21 nhà ga ở cái thành phố Dubai đấy. Và gì ạ? Và chúng ta thấy không ạ? Thời gian vừa qua chúng ta thấy điều gì không ạ? RTA, cơ quan giao thông đường bộ của Dubai đã mang con tàu với thương hiệu U-Sky Transport đến triển lãm Berlin Đức. Thì chúng ta đã thấy gì ạ? Một cái cơ quan giống như là cái bộ giao thông của chúng ta đấy ạ. Thì đây là cơ quan giao thông đường bộ của Dubai đã mang con tàu của chúng ta đi sang bên Berlin Đức để triển lãm Ilochan. Thì chúng ta thấy không ạ? Đó là gì? Một cái lời nhà giàu quảng bá như vậy, một anh nhà giàu có cái lời nói trọng lượng như vậy, anh ấy ủng hộ mạnh mẽ như vậy. Thì chúng ta thấy công nghệ của chúng ta có tuyệt vời không ạ? Theo quý vị, công nghệ của chúng ta có tuyệt vời không ạ? Và theo quý vị, cái tài tình, cái dẫn dắt của doanh nghiệp UST ấy, mà ngài Anatoly Zhukin, chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Vâng, ngài Anatoly Zhukin không những là nhà khoa học, lại là doanh nhân nha quý vị. Nên là cái đường đi, lướt bước của ngài ấy, vô cùng là tuyệt vời, đã tính toán rất là xa rồi, đã đưa công nghệ của chúng ta sang thị trường Trung Đông, và từ đó có hơn 144 các cái kênh truyền thông, truyền hình, báo chí uy tín đưa tin về công nghệ UT. Phải nói đến là CNN, phải nói đến là Lắc Đác cũng đưa tin rồi, phải nói đến gì ạ? Tokyo, Nhật Bản 2 lần đưa tin. Truyền hình Peru, truyền hình Dubai, truyền hình Sara, và tới này gì ạ? Từ nay đến cuối năm chúng ta sẽ bùng nổ trên các kênh truyền hình của Ả Rập. Và ngay ngày hôm nay thôi, ngày hôm nay chúng ta đã thấy rồi, kênh truyền hình Sara 24 đã đưa tin ầm ầm như vậy. Đó, CNN đưa tin như vậy. Báo Clear Technica, một cái báo công nghệ của Mỹ đưa tin như vậy. Báo Forbes của Mỹ đúng không ạ? Một cái tờ báo uy tín như vậy, tờ báo rất là nổi tiếng, cũng đưa về cái bài viết của bà Larissa. Chúng ta nhiều cái kênh truyền thông, truyền hình uy tín lắm quý vị ơi. Nên là chúng ta thấy không? Đó là một mũi tên trúng hai đích, khi mà công nghệ của chúng ta đã hay rồi, lại được nhà giàu đánh bóng tên tuổi lên nữa, lại PR miễn phí nữa, quảng bá miễn phí nữa. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Nên là chúng ta có thành công không ạ? Đó là cái sử dụng cái trí tuệ ngài Zuki đã hướng cái công nghệ của chúng ta, dẫn dắt tập đoàn chúng ta đi đến những cái thành công rất là lớn như ngày hôm nay. Đúng không ạ quý vị? Đó, chúng ta có yên tâm ạ? Đối với Ngọc Bình thì luôn luôn yên tâm. Chúng ta thấy rất là rõ ràng rồi, không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Công nghệ thật, người thật, tất cả mọi thứ thành công, và chúng ta có những dự án thương mại. Đó là chúng ta thành công rồi, sản phẩm rồi, đã đưa ra được thị trường chấp nhận, và còn nhiều đơn hàng đang làm việc. Đó, một cái sản phẩm mà chưa gì ạ? Một sản phẩm mà chưa công khai nhé, chưa phát triển mạnh mẽ mà đã được thị trường đón nhận, đã được các quốc gia đón nhận. Ngay cả chính trị gia Peru cũng đã ủng hộ mạnh mẽ và mong muốn mang công nghệ này về trên đất nước Peru, trên khắp Nam Mỹ. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó là những cái gì ạ? Đó là những cái sự thành công của chúng ta đấy ạ. Chúng ta tài trợ vào một cái số vốn rất là nhỏ thôi, nhưng cái số vốn của chúng ta đã được làm việc có hiệu quả. Làm việc rất là hiệu quả đúng không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời đấy ạ. Đó, quý vị ở đấy không ạ? Chúng ta có thể comment. Vâng, chúng ta comment tuyệt vời, rất là tuyệt vời ạ. Đối với Ngọc Bình rất là tuyệt vời. Đó là dòng tiền của nhà đầu tư đi vào hiệu quả, tạo ra những giá trị thật, người thật, việc thật, tạo ra những sản phẩm thật và thế giới công nhận, các kênh truyền hình uy tín công nhận. Và đặc biệt những gì ạ? Chính trị gia, những quốc vương của Dubai, rồi là Lesotho đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy không ạ? Nhiều cái bài báo chí hiện nay. Và gần đây chúng ta thấy rồi, đánh dấu 4 năm đúng không ạ? Đánh dấu 4 năm khi mà chúng ta xây dựng con tàu. Đúng không ạ? 4 năm chúng ta xây dựng con tàu. Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Đình Ký đã dành cho Ngọc Bình những lời khen rất là có cánh đúng không ạ? Cảm ơn anh nhá. Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Đình Ký, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Niềm tin thì dựa trên niềm tin thì bao giờ cũng dựa trên kiến thức đúng không ạ? Chúng ta hiểu biết thì chúng ta có niềm tin thôi. Cái điều đó đương nhiên, chúng ta không phải là tin viển vông.
Đấy, chúng ta tin là chúng ta đặt trên cơ sở bằng kiến thức, chúng ta tin chúng ta trên cơ sở bằng thông tin tìm hiểu chính thống. Chúng ta tin ở đây là gì ạ? Chúng ta là những người có tầm nhìn, đúng không ạ? Chúng ta đón nhận được cơ hội. Đó, đó thì đương nhiên là chúng ta tin rồi, chắc chắn một cái công nghệ mà đã thương mại rồi, một công nghệ mà cả thế giới đón nhận rồi, đúng không ạ? Cả thế giới đón nhận rồi, những cái tầm nhìn của quốc vương rồi sao ạ? Rồi những cái đất nước lớn. Đó, những ví dụ như Bộ Giao thông, cơ quan giao thông đường bộ Dubai họ còn quảng bá như vậy thì chúng ta không tin sao được, đúng không ạ? Niềm tin của chúng ta là như vậy. Chỉ có ai đó không có tầm nhìn, không đón nhận được cơ hội, cố tình, đúng không ạ, thì họ không tin thôi. Mọi thứ nó rõ ràng rồi, phải không ạ? Rất là cảm ơn anh Nguyễn Đình Ký đã dành cho Ngọc Bình những lời khen rất là tuyệt vời, cảm ơn anh. Quay trở lại câu chuyện thì sao? Quay trở lại câu chuyện, chúng ta đã thấy gì ạ? 4 năm đánh dấu ở Sara, 4 năm đánh dấu ở Sara thì chúng ta đã có những cái kết quả, ví dụ như là gì ạ? Chúng ta khởi động cái đường thử đầu tiên, và trong cái ngày này thì đã có sự tham dự của hoàng thân của Sara đấy, người ca trị Sara. Và chúng ta đánh dấu vào năm 2019. Đó, năm 2019 chúng ta đánh dấu được cái sự thành công đầu tiên. Và cái tiếp theo nữa thì chúng ta có sự tham gia của hội nghị thượng đỉnh chính phủ thế giới. Mà trong cái hội nghị thượng đỉnh này thì chính gì ạ? Chính quốc vương Dubai và thái tử cũng đã đến tham dự. Đấy là cái sự kiện thứ hai. Còn cái sự kiện thứ ba là chúng ta nhận được giấy chứng nhận tiêu chuẩn hóa TUV, đảm bảo cho các cái điều kiện tiêu chuẩn của con tàu của chúng ta được đảm bảo an toàn. Đấy là cái gì ạ? Cái sự kiện thứ ba. Còn một cái sự kiện gần đây nhất chúng ta thấy rồi. Vâng, tiếp theo một cái sự kiện nữa gì ạ? Chúng ta được bật đèn xanh cho tuyến 400m, được chính quyền Sara cho phép hoạt động với mục đích trình diễn và thử nghiệm. Đó. Và gần đây nhất thì chúng ta thấy tham gia sự kiện Expo Dubai 2020. Và sau cái Expo này chúng ta thấy hàng loạt các cái phái đoàn đã đến trực tiếp Sara để trải nghiệm, đến trực tiếp Sara để gì ạ? Để được tận mắt thấy và được trải nghiệm con tàu. Và sau các cái buổi thăm như vậy thì họ làm sao ạ? Họ luôn luôn mong muốn hợp tác, mong muốn mang cơ hội này về với đất nước của họ. Đó là sự thành công khi mà tham gia Expo Dubai. Và gần đây nhất chúng ta thấy vào 20 đến 23 tháng 9 năm 2022 thì RTA đã giới thiệu U-Sky Transport tại Ilochan Berlin 2022. Đó, đây là một cái sự kiện mà chúng ta thấy gian hàng của RTA giới thiệu những cái dự án giao thông công cộng trọng điểm, quan trọng, các cuộc triển lãm bao gồm thiết kế các tài sản đường sắt của RTA cũng như là những sáng kiến liên quan đến tương lai của di chuyển. Chúng ta thấy, và qua 4 năm thì chúng ta có thể tự tin nói rằng sự phát triển thành công ở các dự án thương mại trên khắp thế giới, U-Sky Transport có tất cả các nguồn lực và năng lực cần thiết. Đồng thời, theo đúng sứ mệnh của mình, công ty đang hướng tới mục tiêu và những bước đi vững chắc. Đấy, chúng ta thấy những cái kết quả rất là rõ ràng, đúng không ạ? Vâng, đó là những cái kết quả, những cái đánh dấu khi mà tập đoàn chúng ta đã và đang, đúng không ạ, chuyển sang một cái hướng rất là tuyệt vời khi mà chúng ta đưa sang cái thị trường Trung Đông. Đó là gì ạ? Đó là cái hiệu quả của chúng ta khi mà chúng ta đã và đang tài trợ đúng nơi đúng chỗ. Chúng ta đang được gì? Được đồng hành cùng một nhà lãnh đạo tài tình, đưa công nghệ chúng ta ra thương mại như vậy. Đúng không quý vị? Quý vị đã thấy tự tin chưa ạ? Với những cái khoản đầu tư của mình chưa ạ? Rồi, cảm ơn em Phúc Nguyễn. Chính xác, UST bùng nổ toàn cầu. Chúng ta bùng nổ toàn cầu thôi. Vâng, rất là cảm ơn quý vị và các bạn. Có lẽ rằng là chúng ta giao lưu một chút như vậy, đúng không ạ? Và trong live stream ngày hôm nay thì Ngọc Bình đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái thông tin để chúng ta củng cố thêm niềm tin một cách vững chắc. Khi chúng ta có kiến thức rồi, khi chúng ta có niềm tin rồi, dựa trên kiến thức, dựa trên sự tìm hiểu, đúng không ạ? Thì chúng ta luôn luôn tin tưởng. Đó, đó mới là cái giá trị khi mà đầu tư. Đầu tư là phải như vậy. Chứ không phải là đầu tư rồi sao ạ? Đầu tư rồi chúng ta lại lo lắng, chúng ta không an nhiên khi mà có những cái thông tin không đúng về chúng ta. Nên là chúng ta yên tâm, đúng không ạ? Chúng ta yên tâm khi chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta tin rồi, chúng ta tìm hiểu rồi và thật rồi, thực tế rồi. Đó, thì niềm tin của chúng ta chắc chắn là sẽ vững chắc thôi. Trên cơ sở mà, niềm tin có cơ sở bằng kiến thức, niềm tin trên cơ sở gì ạ? Bằng sự hiểu biết. Đó, bằng sự xây dựng, bằng sự tích cực. Chắc chắn rồi chúng ta thành công, đúng không ạ? Chúng ta phải gì?
Hãy đầu tư vào các doanh nghiệp ngay từ khi còn trong trứng nước và hãy nhìn thấu đáo lộ trình của doanh nghiệp đó đi, và gì ạ? Hãy nhìn thấu đáo về ý tưởng dẫn dắt, đúng không ạ? Và cái lộ trình của doanh nghiệp phát triển có lâu dài và bền vững hay không, thì chúng ta thấy doanh nghiệp chúng ta đó là gì ạ? Chúng ta đang ở cái giai đoạn đầu tiên, giai đoạn hình thành và đang đặt những cái viên gạch đầu tiên cho một ngành giao thông vận tải trên quy mô toàn cầu như vậy. Chắc chắn là chúng ta sẽ thành công thôi, cái điều đó là hiển nhiên rồi. Và xin chúc mừng tất cả chúng ta luôn luôn có những cái niềm tin thật là vững chắc, đúng không ạ? Và trong lúc này thì hơn ai hết là chúng ta là những người đã và đang tìm hiểu, chúng ta đã là người trong cuộc. Giống như là gì ạ? Khi mà chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta không phải giống như là đứng bên ngoài một cái ngôi nhà. Đấy, Ngọc Bình đã phân tích rồi đó, không phải là chúng ta đứng bên ngoài một cái ngôi nhà. Chúng ta chỉ nhìn bề ngoài của nó thôi. Chúng ta nói rằng là cái ngôi nhà đó chỉ biết rằng là gì ạ? Nó ví dụ như nó 3 tầng, đúng không ạ? Nó cửa nó như thế nào, cửa sổ nó bằng gì, chúng ta chỉ nhìn bên ngoài thôi. Nhưng chúng ta là các nhà đầu tư đã và đang đồng hành từ những năm 2014, 2015, 16 đến nay rồi, thì chúng ta đã giống như là bước vào trong ngôi nhà đó rồi. Chúng ta hiểu nội tình, chúng ta hiểu bản chất. Chúng ta hiểu rằng trong ngôi nhà của chúng ta có gì ạ? Trong ngôi nhà đó có mấy phòng, phòng khách được thiết kế như thế nào. Đấy, công năng sử dụng làm sao, chúng ta hiểu bản chất rồi. Thì chúng ta không bao giờ bị lung lay, đúng không ạ? Chúng ta hiểu nó, chúng ta biết về nó và nó là thực tế như vậy thì không bao giờ chúng ta lung lay bất kể một cái thông tin gì nó không đúng. Phải không ạ? Và xin chúc mừng tất cả quý vị các bạn đã và đang hiện nay vẫn đang đồng hành, vẫn đang miệt mài, đang âm thầm để gom thêm cổ phần cho mình trước khi nó chuyển giai đoạn. Và Ngọc Bình xin phép được kết thúc livestream để Ngọc Bình cập nhật những cái thông tin trong văn phòng cá nhân. Có lẽ là giờ này thì chúng ta sẽ biết rằng là cái chiết khấu của giai đoạn 14.3 nó sẽ như thế nào. Vâng, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa, các bạn, chúng ta đã đồng hành cùng với Ngọc Bình từ đầu đến cuối chương trình livestream này. Đó cũng là gì ạ? Những cái động lực, những cái niềm vui của Ngọc Bình để cung cấp cho quý vị những cái nhìn, những cái đánh giá khách quan nhất, một cái cơ hội đầu tư lớn nhất cho chúng ta. Khi mà sở hữu cổ phần doanh nghiệp thì sao ạ? Sẽ giúp cho chúng ta có được rất là nhiều gì ạ? Chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái quyền lợi trong đó. Đó là gì? Đó là những cái bí mật của giới siêu giàu, họ đã từng như vậy, họ đã nắm giữ cổ phần doanh nghiệp và chúng ta thấy hiện nay họ có những cái tài sản vô cùng lớn. Vâng. Chúc tất cả quý vị các bạn có một buổi tối ngủ thật ngon. À vâng, thì ngày mai đúng không ạ? Hôm nay là ngày 19 tháng 10 thì ngày mai là ngày 20 tháng 10. Đó là ngày gì ạ? Phụ nữ Việt Nam đúng không ạ? Vâng, ngày 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam. Thì Ngọc Bình xin gửi lời chúc đến các bà, các mẹ đúng không ạ? Các chị, các em và các cô. Đấy, các cô, đặc biệt là các bà, các mẹ, các chị, các em, các cô là đang còn là cổ đông của tập đoàn UVT, luôn luôn gì ạ, luôn luôn là xinh đẹp đúng không ạ, luôn luôn có sức khỏe đó, luôn luôn là hạnh phúc, và đặc biệt hơn chúng ta đúng không ạ, chúng ta luôn luôn là một cái lửa kia đúng không ạ, rất là vững chắc, có thể nói là hậu phương vững chắc đấy ạ, cho các đấng mày râu đúng không ạ. Vâng, rất là cảm ơn tất cả các quý vị các bạn, chúng ta thật là tuyệt vời. Và Ngọc Bình xin chào. Và rất là cảm ơn ạ. Ngọc Bình xin chào.